Another Hibiki sau khi bị ZO2 cùng với Gary Vai đánh bại lại lộ thân phận bản thân chính là Suzumiya, người bạn thuở nhỏ của Sogo. Cả hai người đều có những ước mơ vô cùng bá đạo, một người muốn trở thành Oni còn kẻ kia lại muốn trở thành Omazio. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, hồi tưởng chưa được bao lâu, Suzumiya lại lần nữa chuyển hóa thành Another Hibiki. Another Hibiki là kế hoạch của Time Zucker Ura. Hắn ta muốn dẫn dụ Hibiki thật sự. Với sự xuất hiện của tên Another Hibiki sẽ làm khuấy đảo thế giới Oni. Kế hoạch này có vẻ không được suôn sẻ lắm khi rất nhiều người xuất hiện, nhưng vẫn chẳng có ai là Hibiki thật sự. Quay lại với Another Hibiki, hắn ta với gương mặt hung hãn, những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với cặp sừng thương hiệu của những Oni, hai chiếc vai đều được chạm khắc đồ quỷ thể hiện sự hung hãn, thắt lưng vàng, phần mảnh vải bay phấp phới trên người như một vị thần bị sa ngã. Another Hibiki còn trang bị thêm hai phần vũ khí đặc trưng ở sau lưng hắn, thuận tiện cho việc cất giữ và sử dụng, giống hệt với Kamen Rider Hibiki. Khả năng chiến đấu của Another Hibiki cũng thuộc loại tốt, khi có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của hai Armor Time, Kamen Rider Gay cũng như Zio. Khả năng chiến đấu này cũng không thể nào bù lại sự thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, khi dễ dàng bị áp đảo bởi một chiến binh lão luyện hơn so với Zio cũng như Gay. Khả năng đặc biệt của Another Hibiki là tạo ra hơi thở lửa, ngọn lửa tím được phun ra từ miệng của mình. Vũ khí của Another Hibiki không phải là hai Ogekibo Rekka giống như Hibiki, mà là hai chiếc chùy nhỏ gắn sau vai của hắn. Hai chiếc chùy này có khả năng tấn công bình thường cũng như cường hóa bằng ngọn lửa đỏ, giúp chúng gia tăng kích thước lên đáng kể. Trong trạng thái cường hóa, cả hai chiếc chùy thường được hắn vung về cùng một hướng để tăng sát thương lên gấp đôi, cũng như phạm vi tấn công và cường hóa sát thương từ lửa là những điều đặc sắc nhất mà Another Hibiki thể hiện.